Xin chào các bạn, mến chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi với mình tới một chỗ rất là nổi tiếng ở thành phố San Diego này, đó là Boboa Park. Công viên Boboa này được thành lập vào năm 1868. Đây là cái khu đất rộng lớn 1.200 hectare được dùng để làm khu giải trí công cộng ở miền Nam California. Với diện tích rộng lớn như thế này, ở trong đây họ trồng rất là nhiều cây to, cho nhiều bóng mát và không khí rất là trong lành. Các bạn cũng sẽ được nhìn ngắm những tòa nhà họ xây theo kiểu kiến trúc xưa của Tây Ban Nha với những họa tiết rất là tỉ mỉ và rất là đẹp. Với diện tích rộng lớn như vậy thì ở trong khu Boboa Park này có hơn 20 viện bảo tàng và hơn 10 cái garden. Những cái viện bảo tàng trong đây đa số thì mình phải mua vé để vô, nhưng mà cũng có những viện bảo tàng họ cho mình vô free, nghĩa là không có phải mua vé. Như các bạn đang thấy, đây là viện bảo tàng nghệ thuật của San Diego. Một vài cái viện bảo tàng tiêu biểu ở trong Boboa Park này mà các bạn có thể đi xem, có thể là viện bảo tàng hàng không và không gian nè, viện bảo tàng Museum of Art hồi nãy mình mới vừa đi qua đó, và viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Ngoài những viện bảo tàng ra thì trong cái khu Boboa Park này còn có nhiều, rất là nhiều vườn, người ta gọi là garden đó. Ở trong đây nổi tiếng nhất là Botanical Garden, hay là vườn thực vật, và cái vườn của người Nhật gọi là Japanese Friendship Garden. Đây là cái hồ Lily Pond. Trong cái hồ này các bạn thấy không, có mấy con vịt đang nằm lội nước ở đây đó. Cái hồ này rất là đẹp nha. Bây giờ mình quay lên chỗ cái view này cho các bạn xem. Đó, cái quang cảnh của cái hồ chỗ này đẹp quá chừng không? Có rất là nhiều bạn đến đây đứng trước chỗ này nè để mà chụp hình lấy toàn cảnh cái view của cái hồ này. Đó, đứng ở đây ha, xong rồi chụp hình xuống dưới kia. Đó, cái view này các bạn thấy đẹp quá chừng ha. Trong đây có một cái garden này, các bạn thấy họ trồng những cái bông hoa này cũng mới trồng, cũng rất là tươi, màu sắc cũng rất là rực rỡ. Mình thấy có nhiều cặp vô đây để mà chụp hình đám cưới ở trong đây nè. Và khi các bạn vô đây thì các bạn cũng không có sợ đói đâu nha. Ở trong đây có rất là nhiều cafeteria, là chỗ để bán thức ăn và nước uống á, và có cả luôn một cái nhà hàng. Mình có thể mướn cái nhà hàng để làm đám cưới ở trong đây. Trong cái park này chỗ nào cũng đẹp hết nha. Đứng ở góc nào mình thấy cũng đẹp hết, tại vì nó được bao phủ rất là nhiều cây và những cái kiến trúc trong đây theo kiểu của Tây Ban Nha nhìn rất là đẹp. Đây là vườn Botanical Garden. Rất tiếc là hôm nay mình đi thì nó đang đóng cửa để sửa chữa, thành ra mình không vô được. Ở đây gặp một em ăn mừng sinh nhật 15 tuổi, quinceañera, mặc áo đầm dạ hội giống như là công chúa vậy, đẹp ha. Ở trong đây thì tổ chức rất là nhiều sự kiện ở trong năm, chẳng hạn như tháng 12, đầu tuần tháng 12 thì họ có một cái sự kiện gọi là Christmas on the Prado. Và bên cạnh đó thì mình cũng được biết là trong này cũng tổ chức chạy marathon nữa nha.
Và ở dưới kia có một cái đài phun nước nữa. Giờ mình tiếp tục đi xuống dưới đó ha. Ồ, đây rất là thích nha. Bên tay phải, bên tay trái thì cũng toàn là những cây cao, rồi những kiến trúc rất là đẹp. Tới đây bắt gặp một anh nghệ sĩ đường phố nè, đứng cầm cái đàn hát giữa đường vậy đó. Đây, cái kiến trúc này nhìn quá đẹp, các bạn thấy không? Chạm trổ tinh vi, cầu kỳ, mà nhìn rất là đẹp mắt ha. Ước gì nhà mình xây được đẹp như vậy ha. Và cứ mỗi tháng 4 thì ở đây có ngày trái đất, hoặc là gọi là Earth Day. Ngày này thì họ sẽ tổ chức diễu hành nè, trình diễn âm nhạc nè, có những trò chơi cho trẻ em, và chắc chắn là sẽ không thiếu những món ăn của tất cả các đất nước trên thế giới. Theo thống kê của năm 2010 thì hội chợ này đã thu hút được 70.000 du khách đến tham dự. Và đây là Spreckle Oregon Pavilion. Mỗi tuần họ đều có trình diễn âm nhạc ở đây. Và mỗi chủ nhật thì họ sẽ có trình diễn âm nhạc vào lúc 2 giờ. Hôm nay thì mình đi sau 2 giờ, thành ra nó hết rồi. Và đây là Japanese Friendship Garden, là một trong những cái garden đẹp nhất của cái vùng này. Mình tới hôm nay chủ nhật, họ đóng cửa sớm. Có thể là ngày mai mình sẽ trở lại để tham quan cái khu vườn này. Công viên Bobo này rất là lớn, muốn xem hết thì phải tốn khoảng 2-3 ngày á. Và mình rất là thích cách tổ chức ở đây. Nếu mà mình đậu xe xa cái chỗ mà mình đi thì họ có một chiếc xe bus để chở mình đi tới công viên mà không có trả tiền. Mình cứ đứng chờ ở chỗ cái trạm xe bus thì họ sẽ tới chở mình đi. Và cứ mỗi 15 phút thì có một chuyến như vậy. Cảm ơn các bạn đã cùng đi thăm công viên Bobo với mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.